Xin chào, đây là hôm nay có gì hot ngày 9 tháng 9 với những thông tin cực kỳ hot không thể bỏ qua. Mải mê với camera mới hay là màu jet black mới ở trên iPhone 7, nhưng thứ nhiều người vẫn thắc mắc ở trên bộ đôi này thì đó chính là cấu hình RAM và chip. Hôm nay thì ở trên website benchmark của Geekbench vừa xuất hiện kết quả của chiếc máy iPhone 9.4, tức là iPhone 7 và iPhone 7 Plus với mức dung lượng RAM lên tới 3GB. Chưa hết, điểm số benchmark đơn nhân lẫn đa nhân của chiếc máy này đều cao hơn điểm của iPad Pro 12.9 inch, vốn trước đó là máy có điểm số benchmark cao nhất trong nhà iOS. Với 2GB RAM ở trên iPhone 6S mà đã chưa có chiếc Android nào hạ gục được rồi, thì với Apple A10 và 3GB RAM thì thật sự là không có gì để nói về cấu hình của bộ đôi iPhone lần này nữa rồi. Ai bảo Apple không đua cấu hình, lần này thì đua quá đi chứ. Làm sao để vừa nghe nhạc vừa sạc thì cũng là câu hỏi đau đầu ở trên iPhone 7, và Apple cũng đã chính thức có câu trả lời: bỏ thêm $49 nữa nhé các iFan. Lựa chọn duy nhất mà hãng đưa ra cho khách hàng đó là một chiếc dock với giá $49. Qua hình ảnh thì có thể dễ dàng hình dung đó là một chiếc dock sạc iPhone được trang bị thêm một cổng 3.5 cho phép bạn vừa sạc vừa nghe nhạc. Thực ra thì cái dock này thì đã có từ cái thời iPhone 6S nhưng mà bây giờ thì nó được bổ sung thêm màu đen. Nếu bạn thấy nó quá cồng kềnh và trông cứ sai sai thế bíp nào ấy, thì Beckin chính là anh hùng của chúng ta khi giới thiệu bộ chia hai cổng Lightning vừa sạc vừa nghe nhạc được. Khá tôn trọng thiết kế yêu thích của Apple fan thì Beckin thiết kế bộ chia Lightning này theo hướng nguyên tắc thiết kế phụ kiện của Apple từ trước tới giờ. Tuy nhiên thì họ cũng học luôn cả cách định giá sản phẩm của Apple. Các bạn cứ nghĩ mà xem, một phụ kiện có tác dụng duy nhất là biến một cổng Lightning thành hai cổng với thiết kế to bằng 2/3 chiều rộng của chiếc iPhone 7 rồi, được Beckin bán ra với giá là $40, khoảng gần 1 triệu đồng rồi. Mấy ngày gần đây có lẽ là các bạn cũng đã nghe quá nhiều những tin tức liên quan tới Apple rồi, và đây thì sẽ là một tin tức không liên quan tới Apple. Nhà sản xuất chip di động MediaTek vừa công bố doanh thu trong tháng 8 của công ty và họ đã đạt được 827,9 triệu đô la Mỹ. Như vậy là so với tháng 7 thì lợi nhuận của MediaTek đã tăng 4,2%, và càng ấn tượng hơn nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận của công ty này đã tăng thêm 36,1%. Nhận được sự tin tưởng của một loạt các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc như là Oppo, Xiaomi, Meizu, một số những nhà sản xuất vô danh khác, đến thậm chí cả Sony cũng tin tưởng sử dụng MediaTek. Nhớ ngày nào MediaTek chập chững tham gia với phân khúc giá rẻ và bị người dùng tránh xa thì nay họ đã được nếm quả ngọt. Bài học rút ra là không ngừng cố gắng rồi sẽ có ngày được đền đáp. Một câu hỏi được đặt ra cho các khán giả của hôm nay có gì hot đây, bạn đang ở đâu? Nếu bạn đang ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ thì ba thành phố này được Google xếp hạng là cuồng iPhone 7 nhất. Hai khu vực tiếp theo là Thái Nguyên và Quảng Ninh. Nếu như so với từ khóa iPhone 6S của năm trước thì năm nơi cuồng nhất lại hoàn toàn khác. Không có tên một thành phố lớn nào mà đó là Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Bình Phước và Nghệ An. Bạn có thể giải thích tại sao lại như vậy không? Hãy comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì sẽ là một thoáng dành cho quảng cáo. Trung thu năm nay, ASUS Việt Nam cùng Cellnet kết hợp mang lại lễ trung thu truyền thống tới Trung tâm Thương mại Nhật Bản hiện đại bậc nhất Việt Nam Sài Gòn Center với một loạt các hoạt động. Hàng ngày từ 10 giờ tới 22 giờ chúng ta sẽ có những hoạt động là trải nghiệm Zenfone 3, mua Zenfone 3 giảm giá đến 1,4 triệu đồng, hay là chụp hình lưu niệm và tham gia những trò chơi cực dễ để nhận được 2.000 vé CGV, USB và có cơ hội được trúng một chiếc ASUS Zenfone 3 nữa. Đặc biệt là vào cuối tuần ngày 11 tháng 9 sẽ có thêm rất nhiều hoạt động khác, tất cả đều miễn phí. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.